Ô tô cũ Ba Miền 8386 xin kính chào quý vị và các bạn. Để nối tiếp những chương trình đã phát hôm nay, mình lại làm một cái video để giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc Spark được trang bị phần ngoại thất là màu đỏ, sản xuất năm 2009, tư nhân biển Hà Nội. Đây là một dòng xe mà cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và dành cho các bác mới chuyển từ xe máy sang ô tô. Nó rất phù hợp về chi phí cũng như là nhiên liệu để đi những chiếc xe này, vì đây là dòng xe 3 máy, máy có 0,8 được quý vị và các bạn ạ. Rất phù hợp cho các bạn mới có bằng lái cũng như là các bạn mới bắt đầu sang chơi xe ô tô, vì đây nó chi phí rất ít. Chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 95 triệu đồng. Cho bạn nào nhanh tay liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299, vì dòng này cực kỳ lành máy và tiết kiệm nhiên liệu, đi xăng chỉ nhỉnh hơn xe máy thôi. Cho nên là trước hết mình có một cái thu nhập bình thường, thì trước khi mình sử dụng ô tô thì mình mua chiếc xe này nó rất hợp lý, vì chi phí cái đầu vào nó rất thấp, cho đến khi mà các bạn có tiền mà quen rồi mà có được thay đổi xe thì không bị trượt giá mất nhiều. Và để không mất thời gian, các bạn mình xin giới thiệu qua với các bạn về chiếc xe này. Chiếc xe được trang bị là 4 quả la răng đúc rất đẹp các bạn nhé. Xe được trang bị phần ngoại thất là màu đỏ, rất chi là phù hợp với các bạn yêu màu đỏ cũng như các bạn có mệnh hỏa, đặc biệt là các bạn gái. Đấy, các anh nào mua về cho vợ cho người yêu thì tuyệt vời. Xe rất chi là sạch sẽ từ ngoại thất đến nội thất, tư nhân biển Hà Nội mà lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với giá là chưa đầy 100 triệu đồng. Dưới 100 triệu đồng thì đây nó là một cái phân khúc để cho rất phù hợp cho các bạn mới tập lái cũng như mới có bằng. Đây các bạn này, đăng kiểm cực rất dài nha, tháng 6 năm 2021 nha, mua về sẵn đi chứ không phải làm bất cứ cái việc gì cả. Xe được trang bị ốp gương này, vè che mưa mã inox này các bạn này, rất chi là sport. Đấy, lá răng đúc các bạn này, các bạn nhìn phần ba bô lê bên bên phụ này. Hai đèn pha phía trước rất mới các bạn nhé. Đấy các bạn, trước khi mua cái xe cũ thì mình nên quan tâm phần ngoại thất. Cái phần ngoại thất nó đánh giá tất cả. Nếu những chiếc xe lát, chiếc xe bị đâm va thì thân vỏ cũng như là đường gân chỉ không còn được lét căng như thế này nữa. Cho nên là các bạn xem và quan sát phần ngoài, nó cũng đánh giá giá lên rất nhiều tình trạng của xe. Đấy các bạn xem này, từ giá lốc này, từ lốc xe phẳng căng, không hề bị cong vênh. Các bạn xem phần ba bô lê bên phụ này, xe rất sạch sẽ, mua về chỉ sẵn đi thôi. Với một chi phí dưới 100 triệu thì đây là một cái lựa chọn rất hợp lý cho các bạn chuyển từ xe máy sang ô tô. Sau này mình có muốn bán đi thì nó trượt giá không mất nhiều. Thay cái xe máy được các bạn ạ. Đây nó gọi là xe mưa, che mưa che nắng. Các bạn nhìn này, mình quay một vòng từ đầu đít hai bên hông này, các bạn quan sát này. Các bạn ngắm phần gầm của xe này, gầm rất đẹp các bạn nhé. Để mời các bạn xem phần chỉ cánh này cũng như nội thất của xe này. Xe được trang bị 4 kính điện hết các bạn nhé. Đây là chiếc Spark sản xuất năm 2009, tư nhân biển Hà Nội các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này, với một cái xe giá thành chưa dưới 100 triệu. Thay cái xe máy che nắng che mưa cho mình cũng như gia đình các bạn ạ. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, các bạn nhìn phần táp lô của xe này. Các bạn này, xe được chủ nhân bọc ni lông trần rất mới nhá, được độ hai đèn trần, đèn nét các bạn ạ. Các bạn xem phần nội thất màu đen rất sạch sẽ này, rất phù hợp cho các bạn đi này, cho gia đình, bởi vì những gia đình có trẻ em đi những cái nội thất màu này rất hợp.
Đây là một thương hiệu của hãng Chevrolet, thương hiệu Mỹ các bạn ạ. Các bạn nhìn phần cánh phía sau bên lái này. Phần cánh nó chỉ phai mờ theo thời gian đó các bạn nhé. Không thể tránh khỏi được một cái xe sản xuất và đi ra thị trường được chục năm, hơn chục năm trời rồi, thì những cái chỗ phai mờ theo năm tháng thì không thể tránh khỏi được. Các bạn xem này, phần trần được bọc ni lông này, rất sạch sẽ, phù hợp. Các bạn nhìn từ xa phần táp lô của xe này, xe được trang bị màn hình như chưa có cam lùi các bạn nhé. Xe áo số là áo số zin các bạn nhé. Đây là phân khúc dành cho các bạn trẻ bắt đầu chập chững để mà trải nghiệm trên những chiếc bô lăng. Đi thay xe máy được các bạn ạ, nhưng lại đi được rất nhiều người. Mời các bạn xem phần cốp sau của xe này. Đây các bạn nhìn này. Đây các bạn xem phần máng nước phía sau xe này. Hai đèn hậu phía sau rất mới các bạn nhé, đèn zin nhá. Đèn zin nó mới có những cái tia như này các bạn này. Các bạn xem phần máng nước phía sau bên phụ này. Mình quay cố gắng quay chi tiết để các bạn có một cái cảm nhận và so sánh những chiếc xe đang bán trên thị trường. Đây các bạn nhìn, từ cái giá để đồ trên cao để những cái đồ nhẹ vẫn còn nguyên zin của nhà sản xuất này. Đây, các bạn nhìn này, lốp dự phòng này. Các bạn, màu đỏ rất hợp với các bạn nào yêu màu đỏ cũng như là các bạn mệnh hỏa. Ô tô nhưng lại giá xe máy các bạn ạ, chưa bằng một con xe SH150 các bạn nhé. Các bạn xem phần này, chỉ cánh bên phụ này. Riêng dòng Chevrolet Spark này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mình bao zin cho các bạn cả xe không đâm va đổ ngã các bạn nhé. Bao zin 3 cột, cột A, cột B, cột C vẫn còn nguyên zin, không bị tác động của sự đâm va. Đấy các bạn này, mình bao zin luôn các bạn. Các bạn thân vỏ cũng như là máy, máy không hề bị thủy kích các bạn nhé. Chiếc xe này mình vừa về tối hôm qua, hôm nay mình làm video ngay cho các bạn. Mình không hề dùng hóa chất dưỡng nhé các bạn nhé. Để mộc luôn, để quay video. Đấy các bạn nhìn, phần củ số lại áo số zin nhá. Các bạn nhìn phần táp lô này, táp lô của xe này rất đẹp, căng đét. Trần được bọc ni lông rất sạch sẽ này. Đây cả các bạn xem phần, mình thí điểm luôn cho mà các bạn xem phần kèo cột này. Vẫn còn zin này các bạn nhá. Đây các bạn xem phần kèo, kèo cột đinh tán này, không hề bị tác động đâm va nhé. Đã dùng từ bao zin rồi, các bạn mua chiếc xe này về đi rất yên tâm. Bên mình bán rất nhiều trên mọi miền Tổ quốc, cho nên mình đặt tên kênh của mình là kênh Ô tô Cũ Ba Miền, để các bạn coi kênh nghe nó rất là thân thương. Để mời các bạn xem phần nội thất của xe. Đây các bạn này, máy đang nổ rất chi là êm, không hề bị rung lắc này. Những chiếc xe lát ấy, thì khi nổ các bạn nhìn cái lắp capo nó rung vật vật, chưa cần ra lên khoang máy. Điều hòa lạnh buốt luôn. Đây các bạn này, mình đang bật điều hòa nhé.
Chiếc xe này được trang bị 4 quả lá răng đúc rồi các bạn, lên lá răng đúc hết rồi, đăng kiểm rất dài. 4 kính chỉnh điện. Còi rất kêu này. Đây các bạn nhỉ. Một cái kính bên phụ này đang bị trục trặc các bạn nhé. Mình quay rất chi là thật. Sợ cái gì lỗi mình bảo là lỗi, mình không hề cắt ghép video các bạn nhé. Đây các bạn xem phần cánh sau. Hoạt động rất ok. Duy nhất chỉ có một cái cánh bên phụ bị lỗi. Xe cũ thì đôi khi có những cái một vị trí nào đó nó không được hoàn hảo. Thế, cho nên là thế tại sao nó gọi là xe cũ các bạn ạ. Xe được trang bị cái gương cụp xòe này, các bạn hãy bấm này. Cụp gương để đi vào những con đường hẹp là các bạn cũng như là chỉnh gương này, chỉnh mặt gương này. Đấy các bạn nhỉ. Còn hoạt động rất ok nhá. Mình không phải thò tay ra ngoài mình chỉnh nữa, mà mình ngồi trong này mình điều chỉnh được cái mặt gương. Và để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe, đó là khoang máy. Đây là phần cực kỳ quan trọng để nó là thể hiện một cái trái tim của chiếc xe là các bạn quan tâm. Nên các bạn xem phần xe được trang bị 4 quả lá dâm đúc rất đẹp nhá. Lốp đắt tiền nhất là Michelin nhá các bạn nhá. Các bạn quan sát phần trước hết vào khoang máy, các bạn quan sát phần nắp capo này. Các bạn xem phần nắp capo này. Không hề bị vàng ố, không hề bị nứt dạn các bạn nhé. Mình đã cam kết cho các bạn rồi, chiếc xe này các bạn mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy, không phải làm bất cứ cái gì cả. Đây các bạn này, đèn pha rất sáng nhé, ban ngày lấy một vài ban đêm cực sáng luôn, vì đèn nó là đèn zin. Các bạn xem phần răng đầu của xe này. Máy đang lổ các bạn nhé. Dòng 3 máy mà lổ được như con này là cực kỳ là êm. Đây mình, con này không một chút hơi thừa là các bạn nhé, máy rất uy lực, nó thể hiện một cái động cơ cực kỳ khỏe, không một chút hơi thừa là các bạn ạ. Đây các bạn, và các bạn quan sát này, mình quay cố gắng quay gần và sát để cho các bạn có một cái nhìn và đánh giá về chiếc xe mình giao bán xem có xứng đáng đồng tiền bát gạo để các bạn bỏ tiền ra để mua cho mình, phục vụ cho mình cũng như gia đình không. Máy lổ rất êm. Mình không dùng hóa chất cho các bạn nhé. Bình thường là nhiều bên họ sẽ đánh hóa chất để cho nó sáng lên, nhưng mà một cái động cơ hóa chất nó vào, nó sau này nó chỉ sáng được một lúc, sau này nó rất hại. Đây cho các bạn nhìn này, để mình để zin để mọc luôn. Xe cũ thì lên để cho nó đúng theo tuổi của nó. Đây là phân khúc dành cho những người lao động cũng như là những bạn trẻ tập dược để chuyển từ xe máy sang ô tô, cho nên là rất mong các bạn chia sẻ ủng hộ kênh Ô tô Cũ Ba Miền 8386. Bạn nào có kênh thì like chia sẻ cho mình, bạn nào chưa có kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình để mình liên tục cập nhật những mẫu xe bên mình đang giao bán để gửi tới quý vị và các bạn. Bên mình còn rất nhiều xe để các bạn quan tâm, các bạn vào kênh của mình có xem, có rất nhiều con mình làm video rồi. Bạn nào yêu dòng xe nào liên hệ cho mình 0913660299 để mình sẽ tư vấn cho các bạn thêm. Đây bãi xe bên mình đây. Địa chỉ của mình là khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội các bạn, rất thuận lợi cho các bạn từ các hướng về xem xe. Mình ở chân cầu Thăng Long các bạn nhé, thuộc đất Đông Anh. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc Spark sản xuất 2009 tư nhân biển Hà Nội với giá 95 triệu đồng. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.